rich, I'm rich, I'm rich, I'm rich. Hello, hello everybody, welcome to Heo với KT. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Heo với KT. Thì hôm nay thì Heo up là một con game gân bao, nhưng mà con này có một sự thay đổi lớn ha. Rồi thì con này trước Heo đã có up rồi ha. Cái bản này là bản 5555555555 kim nguyên bảo và kim cương rồi ngọc này nọ ha. Thì bản này nay nó update lại rồi ha các bạn. Nay thì update lại rồi, free rất là nhiều luôn nha các bạn. Và free luôn VIP nha. Chúng ta không phải cài VIP nữa. Đó, phê chưa? Bây giờ nè, đó chưa có gì đúng không? Ok, vào mạo hiểm. Làm nhiệm vụ đầu tiên. Sống cũng rất là mạnh ha. Thì đã reset hết tất cả các ạc đợt trước rồi nha. Đó, thì hôm qua hôm kia gì có nhiều anh em báo là không vào được server, thì server đang nâng cấp ha. Và nay thì server đã mạnh hơn rồi. Mạnh hơn và free nhiều hơn rồi nha các bạn. Free là 1 tỷ 2 nha. Đó, nè coi nè, lên nè. Lên. Đó. Lên VIP 12 luôn, 1 tỷ 2 nè, 1 tỷ 2 nè. Anh em nào không tin thì cứ dừng lại và điểm ha. Đó. Quá phê, quá ngầu lòi, lên luôn level 20 luôn. VIP là VIP 12, ủa sao VIP 12 mà sao ở đây còn VIP 10 vậy? Đây hết VIP 12 mà. Đó, lụm. Nạp lần đầu, nạp ngay. À nè, đây nè, đây nè, lên VIP 12 rồi. Đây, đây số tiền thực nạp là nó 42 triệu 2. Còn ở đây là cái móc này nè. Rồi nó chưa lên được VIP 12 hay gì á, hay nó lắc gì đó, nhưng mà VIP 12 ha. À, đây chỉ có VIP bao nhiêu đó là hết ta. Đó. Nhận 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 nào, nhận nào. Đó, vô lên đồ liền. Chơi chơi chơi, giỡn mặt hoài. Đi qua bên phía đạo cụ rồi nè các bạn. Đó, mua thì mua cái áo này thôi. Qua phần khác nè. Đó, kéo xuống. Đồ vũ khí, đồ dưới này rất là nhiều luôn. Kéo xuống, bánh ít, lá gai, bánh dâm gì. Đây, đâu rồi đây. Đây, đó, vũ khí nè. Đó. Đồ nè, mua cái này là lên được set bạo kích gì nè. Đó. Quy cho chúng ta 1 tỷ 2 luôn ha. Nên anh em là tha hồ mà xài, tha hồ mà chơi nha. Đó, rất là nhiều luôn. Nhanh chân nha các bạn, nhanh chân lên nào. Đó, để không thì server lại sập nữa. Cứ chơi đi, đừng lo lắng gì. Rồi đây là vũ khí nè ha. Đó, mua thì chút ghép mảnh lại, còn đó là đá. Rất nhiều luôn, anh em muốn mua gì, muốn xài gì thì cứ việc luôn. Trời ơi, quá trời luôn rồi, rẻ.
Đây là một sân chơi rất là lành mạnh cho anh em luôn. Đó, phi mênh mông mênh mông. Có cái bộ đồ nào mát mắt không ta? Như vậy thì mua về biết chừng nào mới được cái súng. Đâu, hiếm lắm. Để đi ghép một cây súng xong rồi chúng ta lại quay lại ha. Ok, sau một hồi thì đã đủ rồi ha. Đi ghép nào, đó. Không đủ tiền, không đủ tiền thì đi ghép. Ok, đó. Vũ khí đây, đề cử mặt cường hóa 5 lần. Đi kiếm bộ đồ cho nó chứ. Một điểm tâm bảo quà tặng gói mua tân thủ. Ngày à, cái gối kia nó mất bà nó rồi các bạn. Ở đây là đồ thú nè ha. Đây là trang bị nè, đó quá trời luôn. Năng đó, đồng hành quá trời luôn. Rồi bây giờ quá trời tiền luôn rồi, làm gì đi trời. Đầu biểu cảm mua set đi chứ. Không, set này hôm bữa mặc rồi, nên mặc bộ này. Rồi cặp mắt nó nhìn ngu quá. New nè. Đó, nhìn nó ngây thơ hơn rồi ha. Kiếm một cái đầu của con này. Công nhận mình phối đồ đẹp dữ ta. Này gì đây? Đâu rồi, cái cánh. Đây, cánh dưới này quá trời nè. Nhưng mà mấy bộ này đẹp quá.
đồng hành là bỏ vô. Trời ơi, phi quá trời luôn, ngộ quá à. Cái này là giống y như là vô là người ta bài sẵn cho chúng ta ngồi ăn luôn các bạn. Không có cái gì mà phải phải chờ đợi này kia hết. Nói chung là phi hết rồi, phi 1 tỷ mấy mà biết chơi thằng nào cho hết. VIP thì hôm bữa là cài cuốc, nhưng mà nay là cho phi luôn. Gì nhìn thấy hung dữ quá. Rồi level cao nhất rồi. Tiếng quá, đi mua cái dấu chân nữa. Vừa đủ 3 con luôn. Bỏ kỹ năng vô. Đây. Mở tiếng lên chứ, quên nữa. Ủa mà này nó không có tiếng. Tăng những thứ cần thiết lên nè, đó. Xung kích. Xung kích, tăng cấp cho xung kích lên luôn. Ok, biên tập bỏ cái xung kích vào. Rồi, hoàn thành. Đi đánh thử nào. Cuối cùng cũng được đi đánh rồi. Rồi, 21 rồi. Gặp bạn 21 rồi. Tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục. Kiếm bạn nào trâu trâu chứ. Lại 21 nữa hả? Không lẽ mình đang đánh với máy hả ta? Nghi là vậy rồi. Đánh với máy rồi. Không có ai đánh giờ này hết à. Đó, có dịp dùng xung kích rồi. Binh quá ngon. Rồi, anh em nào chơi thì có thể tải lại từ video trước hoặc là tải link ở dưới phần mô tả giúp heo nha. Rồi, các bạn có thấy là các bạn kia nằm đâu không? Đây. Bò quá, hết rồi. Ok, thôi bye bye các bạn, chào tạm biệt ha. Rồi, anh em nào có chơi thì tải về chơi ha. Thấy hay thì nhớ like và share ủng hộ HyperKT ha. Anh em nào chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh nha. Để theo dõi những video mới nhất của Heo nha. Ok, bye bye.